Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi thời sự 9 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các địa phương trên địa bàn thành lập hội đồng thẩm định giá đất và quyết định giá đất cụ thể tại địa phương mình quản lý. Điều tra xác minh làm rõ vụ việc xử lý nghiêm hành vi hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn trên khu vực Cồn Lu thuộc vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vào chiều qua. 17 giờ hôm nay sẽ là hạn cuối để các thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước vào năm học mới, các trường học tại huyện miền núi Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai cho học sinh mượn sách giáo khoa. Năm học này, tỉnh Ninh Thuận bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh khối lớp 4, lớp 8 và 10. Trong tuần này, thì hàng trăm ngàn tân sinh viên từ mọi miền sẽ đổ về các thành phố lớn để nhập học, bắt đầu hành trình mới ở các giảng đường đại học. Tại khu vực nội thành Hà Nội thì năm nào cũng vậy, thị trường nhà cho thuê quanh các trường đại học rất sôi động. Hơn 97.000 phương tiện kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu giám sát hành trình trong tháng 7 vừa qua, thông tin mới được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia được xem là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính. Điều này đã góp phần minh bạch quá trình xử lý vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian chi phí cho người dân trong quá trình thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố hồ chí minh đang tiếp tục giảm mạnh lần đầu tiên một ca ghép thận từ người cho là người chết não được thực hiện thành công tại nghệ an hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã được cứu sống ca phẫu thuật đã diễn ra chiều qua tại bệnh viện đa khoa hữu nghị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an với sự phối hợp của bệnh viện việt đức bệnh viện trung ương huế và trung tâm điều phối Tạng quốc gia Cả ghép này cũng đã mở ra niềm hy vọng lớn cho người bệnh, cũng như là thay đổi quan điểm và cách nhìn về hiến tạng sau khi chết. Triều Tiên đã hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới hôm 6 tháng 9 và bàn giao chiếc tàu này cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây là thông báo vừa được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa ra ngày hôm nay. Chính phủ Nhật Bản cho biết là sẽ tăng cường cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên nước ngoài, trong đó là có kế hoạch mở rộng chương trình thị thực dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu thế giới cũng như là các trường đại học trong nước của Nhật Bản. Cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết biển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.